Một em bé hội tụ yếu tố vừa tiểu thư thanh lịch vừa nổi bật thu hút dành cho các nàng mùa xuân này. Tông màu xanh bơ trendy của năm nay luôn được chị em săn đón nhiệt tình. Đây là màu sắc mang đến sự trẻ trung và rạng rỡ. Thiết kế tinh tế với phân họa tiết phối gen đeo hoa cực kỳ điệu đà, giúp nàng nữ tính ghi điểm tròn vẹn. Hình đeo tỉ mỉ tinh tế, tăng sự sang trọng và cao cấp cho sản phẩm. Có một dây đai đi kèm để thắt thành một chiếc nơ xinh xắn ở eo, tạo hiệu ứng người thanh thoát nhẹ nhàng hơn. Phong váy xòe nhẹ kết hợp với tay bồng sẽ mang lại diện mạo tiểu thư cho nàng. Độ dày váy ngang gối thanh lịch, mặc đi chơi đi làm đều ok. Có 3 phiên bản màu sắc trắng, xanh dương và xanh bơ cho chị em lựa chọn. Vải van tơ cao cấp của nhà Mega thì chị em yên tâm mặc cả ngày mà vẫn thoải mái. Chất liệu van tơ mềm mại và bay bổng, hai lớp đầy đủ cẩn thận nha. Màu xanh bơ này lên ảnh cực xinh, bên cùng thêm một vài phụ kiện tông trắng để tăng sự nữ tính cho mình nha. Nhấn theo dõi ngay fanpage Mega Fashion để cập nhật được những mẫu thiết kế thời trang mới nhất nha.